Chi và Minh Tuân. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Và sau đây xin mời khách mời của chương trình. Hôm là sáng hôm sau em đi Phan Thiết đó. Em đang ngồi nói chuyện với ảnh uống nước thì chị ấy chở con tới. Chị lao tới cột điện, chị lấy cái miếng chai chị dí thẳng vào mặt em. Về vừa tới nhà đó thì vợ của cái chú mà tới nhà làm giữ hai vợ chồng để con của chú đi lại giật chồng người ta. Lúc đó hai chồng coi như là đứng lặng người luôn. Em nhớ mà khóc. Chào anh Tuân. Em tên là Phạm Tuấn An. Tên hiện tại của em bây giờ là Phạm An An. Em sinh năm 89. Em là một người mẫu ảnh tự do. Trước khi trở thành một cô gái xinh đẹp như thế này á, thì mình đã từng có một cái quá khứ là ngoại hình của một cậu con trai đúng không? Khi còn nhỏ xíu á, với ngoại hình đó, tuổi thơ của An á trải qua như thế nào? Ngay từ bé là em đã thích chơi búp bê, mặc đầm. À, là có nghĩa là ngay từ bé đó, An đã có cái xu hướng là hơi nữ tính hơn các bạn đồng trang lứa đúng không? Dạ đúng rồi, cái tính cách của em từ xưa nó tới giờ là như vậy luôn. Lúc đấy là mình đã phát hiện giới tính thật của mình chưa, hay là mình vẫn còn đang lưỡng lự, mình không biết? Nghe người ta trêu chọc là BD này BD nọ thì em chỉ biết lúc đó như thế thôi, chứ em không có định hướng hình là sau này mình sẽ trở thành một cô gái. Bắt đầu sau khi em học hết cấp 3, trải qua vài mối tình thì em mới nhận ra rằng mình không thể yêu gay được. Mình muốn trở thành một người phụ nữ. Và vì sao em nhận ra là em không thể yêu gay? Chị, tình cảm của gay nó khó bền chặt và nó mông lung lắm, nó dễ vỡ. Và em nghĩ là gay thì nó quan trọng chuyện tình dục hơn là tình yêu. Em không muốn là sau này khi mà mình lớn lên cứ tiếp tục là quen một người vài tháng mà lại chia tay, mình phải tìm người khác nữa. Tới lúc mình lớn tuổi thì lúc đó mình già mình xấu thì còn ai yêu mình nữa đâu. Đây, từ khi nào An phát hiện ra là mình rung động với con trai? Từ hồi học mẫu giáo thì lúc đó hình như mới 4 tuổi là em đã thích trai rồi. Thấy con trai đẹp nhìn liền. Vậy là chị Khánh Chi là thích người đầu tiên lúc 3 tuổi, em 4 tuổi, sau chị Chi. Mười mấy tuổi chị mới thích. Thích thì cảm giác là mình thích vậy thôi. Chứ thấy mình thích nhìn nhưng mà mình không biết mình như nào. Tại lúc nó còn quá nhỏ mà, đúng không? Bao nhiêu tuổi em bắt đầu em biết yêu? Năm lớp 7 là lúc đó 14 tuổi rồi. Là lúc đó em có thích một người bạn cũng chơi khá thân với mình. Yêu đơn phương mãi cho tới sau khi em học hết cấp 3. Rồi đến khi nào thì gia đình phát hiện giới tính thật sự của anh? Để mà em bộc lộ ra, em nói thẳng với ba mẹ á, thì năm đó là năm 18 tuổi. Lúc đó là em có quen một người. Người đó là con trai thẳng. Con trai thẳng luôn? Dạ. Cái ra nhà người đó chơi mỗi ngày như thế thì ba mẹ xin nghi. Em mới bộc lộ thật luôn là con là như vậy. Con với ảnh đang quen nhau, con yêu ảnh. Rồi phản ứng của bố mẹ như nào? Lúc đó vô tình bà nội em lên chơi. Bà nội em ở dưới Long An á. Em nhớ là ba mẹ khóc rất là nhiều. Bà nội cũng khóc rất là nhiều. Cả nhà chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi. Rồi sau khi mà gia đình biết giới tính thật của An á, gia đình có chấp nhận nó ngay không? Em nhớ có một lần là ba mẹ rủ em đi Phan Thiết chơi. Tới đó thì vào thì em thấy ông thầy ông đang làm phép và nghe nói là ổng làm một cái bùa gì đó. Ba mẹ muốn em uống cái loại bùa phép đó. Em rất là giận, em không chịu uống, em chạy ra sau hè em khóc. Mẹ thấy vậy thì mẹ nói thôi, đi về. Về trên đường về em khóc suốt trên đường về. Thực sự em không bao giờ quên được cái ngày hôm đó. Tuân có một cái suy nghĩ nhá, là có khi nào An nghĩ là nếu mà mình uống cái bùa đấy vào thì mình sẽ quay trở về một người con trai bình thường thật không? Như là những điều mà bố mẹ mong muốn không? Xem ông thử. Mình thử một lần không? Có bao giờ An nghĩ tới điều đó? Tại sao mình không thử một lần để mình trở thành người con trai mà hoặc là mình chứng minh cho bố mẹ thấy là cái điều đấy không đúng. Thật ra cái cảm giác lúc đó của em nó rất là sợ. Sợ là cái thứ nhất, cái thứ hai là em rất là giận. Giận tại sao ba mẹ lại đối xử với mình như vậy. Mình cũng là con người mà tại sao là em cũng không biết nói làm sao. Ba mẹ em muốn em uống cái thuốc đó để cho em trở thành người con trai bình thường. Để em không phải khổ, không nhiều khi bố mẹ của mình cũng hết cách rồi. Nên nghe ai nói gì thì làm theo. Rồi sau cái cuộc gặp gỡ đó về đó, thì gia đình của An đã chấp nhận mình được chưa? Dạ. Lúc đó thì một khoảng thời gian cũng lắng xuống. Khi mà chuyện gia đình của mình lắng xuống rồi đó, thì mình bắt đầu được sống thật với bản thân mình.
Thì khi nào mình có được tình yêu đầu tiên? Cái đó là tình yêu đầu tiên mẹ đó. À, tình đầu tiên là mối tình đó đó. À, trong cái khoảng thời gian mà em là con trai thì cái mối tình đó là mối tình dài nhất. Anh thắc mắc là sau khi mà người đó chia tay em thì họ quay về quê một người con gái khác hay là lại là một con trai khác? À, em có nghe nói là người đó quen một người con gái khác. Em là người duy nhất mà anh quen là con trai. À, chị thấy lạ không vậy? Sao em thấy lạ ghê luôn á? Lạ chứ, chị thấy rất lạ luôn á. Tại cái thời điểm quen em là anh đã có vợ và có con rồi. À, nhưng mà tại sao em biết người ta có vợ có con mà em vẫn yêu? Người ta có hạnh phúc mình nhào vô mình quen vậy là cái kiểu này mình cũng làm cho cả ba đều khổ. Những cái trường hợp đó nên tránh khỏi, chỉ nói thật phải tránh thôi. Khi mà mình bước vào cái mối tình như vậy á, mình có bao giờ bị gặp nguy hiểm chưa? Kiểu như là bị đánh ghen hay không? Dạ có vợ có con nhưng mà thật sự á, là cái gia đình ảnh cô không hề hạnh phúc. Ảnh sống một nơi và vợ con ảnh sống một nơi. Em nghĩ là ảnh thương mình thật và đâu có yêu vợ ảnh đâu, thì tại sao mình phải từ chối cái mối tình này? Cho dù họ không hạnh phúc đó là chuyện của họ, nhưng mà khi mà mình xen vào anh nghĩ đó là lỗi của mình. Vẫn là lỗi của mình đó nha. Rồi An, cái cuộc đánh ghen đó nó như thế nào? Tối hôm đó, hôm là sáng hôm sau em đi Phan Thiết đó, là ngay cái thời điểm đó luôn. Em đang ngồi nói chuyện với ảnh uống nước thì chị ấy chở con tới. Một lát sau chị quay lại với hai thằng nữa. Ôi. Chị lấy cái miệng chai chị dí thẳng vào mặt em. Mày dám giật chồng của tao hả? Nói xong hai thằng đó nhào tới. Thì vô tình hai thằng đó lại là lính của ảnh. À, thế là anh chỉ mặt là hai thằng bay biến đi về. Hai thằng đó sợ quá đi về. Chỉ dí những chai vào mặt em à, thì ảnh đứng ở giữa. Ảnh nói là bây giờ muốn chơi thì bỏ cái miệng chai xuống. Hai đứa đi vô chè tự xử với nhau. Thì ảnh thừa biết là em đánh thắng. Thế chị sợ quá, chị bỏ miệng chai, chị hùng hằng chị đi về. Sau hôm sau em đi Phan Thiết về thì chị kiếm anh được tận nhà em luôn. Ngồi nói chuyện với nhau thì ba không cho em xen vào. Ba nói đây để người lớn nói chuyện. Em tức quá thì em lên lòng gọi điện thoại cho ảnh tới. Em còn nhớ được một câu mà ba em nói là bây giờ hai đứa vẫn đang kết hôn với nhau, có luật hôn nhân để bảo vệ. Thì nếu muốn gì á, đi thưa đi. Rồi cho em nghe câu đó anh rất là đau, em đau lắm. Em nghĩ là tại sao mình là con của ba mà ba không bên mình mà ba kêu người khác đi thưa mình. Nhưng mà tại vì em đang là sai. Hết rồi sau chuyện đó hai người đó ly dị luôn. Và em với anh đó lại quen nhau tiếp? Dạ, vẫn quen nhau và anh đưa cái đơn ly dị đó cho em giữ. Có phải cái cuộc chia tay đó nó tạo cho em cái ý định là em muốn chuyển giới không? Dạ chưa đâu. Sau khi chia tay anh nói em khoảng 21, 22 tuổi rồi. Thì lúc đó em có trải qua vài mối tình với gay. Thì em mới thấy là chuyện tình cảm của gay nó mông lung quá. Nó không có bền chặt được. Lại lăng nhăng. Không trung tình đúng không? Dạ. Em ơi cho anh xí nha, cho anh bảo chữa. Tại vì đàn ông hay là gay á, thì cái việc trung tình hay không nó phụ thuộc vào tính cách chứ nó không phụ thuộc vào giới tính. Đàn ông họ vẫn có thể lăng nhăng rất tốt. Và gay cũng có nhiều người rất là trung tình. À, rồi khi mà An quyết định chuyển giới á, là năm đấy em bao nhiêu tuổi? 24 tuổi. 24 hả? Lúc đấy em có nói với gia đình của mình không hay là em tâm thần? Em không bao giờ nói chuyện được trực tiếp với ba mẹ của mình. Ồ. Em chỉ có thể nói chuyện được tâm sự với dì của em, với thím út của em. Thì thông qua những người đó thì nói lại với ba mẹ em. Thì em nghĩ là ba biết trước. Là năm 2013 em tìm hiểu những cái clip mà chị chia sẻ, em tìm hiểu rất là kỹ, em coi rất là kỹ. Và vô tình thì ba thấy. À, và phản ứng của bố em với em như ba không hề nói gì cả. Ba âm thầm ba về quê, ba chia sẻ với bà nội của em. Em lấy hết can đảm em về quê. Em không thể nào mở lời được. Em chỉ có thể hỏi nội một câu là nếu như bây giờ nội không có cháu trai, nội có cháu gái thì nội có buồn không? Tại vì em là cháu đích tôn. Rồi thêm phần ba em bị bệnh tim nữa. Em chôn giấu cái ước mơ đó từ lâu lắm mà em không dám. Thật sự là em muốn làm con gái từ rất là lâu. Từ 21, 22 tuổi là em bắt đầu giả gái, em đi diễn. Rồi em đi chơi, đi sinh nhật. Giấu gia đình. Nhưng mà đồ đạc thì em bỏ trong cái tủ, trong cái kẹt á, em giấu. Nhưng mà em nghĩ là ba mẹ cũng biết. Chứ không phải là không biết. Nội nói là cháu nào cũng là cháu. Em nghe em rất là nhẹ lòng nhưng mà thật sự nội vẫn không hiểu. Một ngày em quyết định là đi nối tóc. Cái rồi một cái đùng về nhà em mặc đồ con gái luôn. Ba em chán quá mặt mày luôn. Thím út mới gọi lên cho em. Nói trời ơi con muốn làm gì con làm từ từ. Chứ sao con đùng một cái tự nhiên con làm con gái ngay tại nhà luôn. Rồi mặc đồ con gái luôn. Đúng rồi. Rồi
ba mẹ con sốc chịu sao nổi. Em mới nói với thím Út là trước sau gì con cũng sẽ làm, nên con muốn ba mẹ con quen dần với hình ảnh của một đứa con gái tồn tại trong cái nhà này. Nhưng mà em làm hơi bị gấp. Em thuộc dạng cái đứa rất là cứng đầu. Đúng rồi, bé này kể là biết rồi, thích là làm. Đến một lúc nào đó nó không chịu đựng nữa là nó sẽ làm. Tại vì em đã nung nấu cái ý định này quá lâu. Rồi bao lâu sau khi em mặc đồ con gái thì em chuyển giới? Tầm 2 năm sau. Rồi cái thời gian đó là em dành dụm chi phí để chuyển giới hay là có sự hỗ trợ từ gia đình không? Đa số tiền của em là để tiêm hormone hết. Tới lúc em muốn đi làm ngực quá rồi, cái em xin ba mẹ nói là không có tiền. Xong rồi đụng cái tự nhiên tháng sau là đổi xe cho thằng em đi. Em cảm thấy rất là hụt hẫng và bị tổn thương á, kiểu như là ba mẹ không có thương mình. Những gì em muốn làm lại phải làm cho bằng được. Em đi đăng ký đi thi tất cả các cuộc thi của các thẩm mỹ viện. Và cũng may mắn là em thắng, em là quán quân. Và em được người ta tài trợ miễn phí 100%. Đi làm gái luôn. Người ta tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ chứ không tài trợ phẫu thuật chuyển giới. Nãy giờ mình có nghe An An chia sẻ nhiều về gia đình á, thì bây giờ mình sẽ mời một thành viên trong gia đình của An An, đó là bố của An An, đến đây để nói chuyện. Cháu chào chú. Chú thì tên là Phạm Văn Kiệt, là ba của An An. Coi như là có một đứa con mà không theo ý của mình thì phải nói chung là rất là buồn. Từ lúc mà nó chưa ra đời thì mình cũng đã muốn là thằng con trai rồi. Nói về An á, thì từ nhỏ đó, coi như là An á, rất là dễ thương. Nhưng mà rất là bướng bỉnh. Khi mà muốn làm một chuyện gì đó thì phải thực hiện cho bằng được. Thì gia đình á, mà coi như là biết em á, là một cái người thích về nữ á, cũng đã biết lâu, nhưng mà thực cũng giấu em thôi. Tại vì cũng có nhiều cái gánh nặng lắm. An á, thì là cháu nội đích tôn, thì bà nội muốn An là phải là một người con trai để mà có gia đình rồi sanh con như mọi người khác thôi. Bà nội là chỉ thị xuống với ba mẹ là phải cho nó là lớn lên là phải lấy vợ. 4-5 tuổi thì An đã thích làm con gái rồi, thích chơi búp bê. Cứ như càng lớn lên thì sở thích mà muốn làm con gái càng dữ dội. Biết đó nhưng mà hai vợ chồng á là cứ muốn kiềm chế. Lúc mà học lớp 8 á, bữa đó cô giáo gọi điện thoại: anh á, nên coi lại cái giới tính của con anh. Lớp á, thì có đi tắm hồ, thì lúc đó An không có tắm như mọi người mà lại lấy kem chống nắng tha. Chú ơi, cho cháu hỏi là nãy giờ đó, khi mà chú nghe An nói là có những lúc An nghĩ là bố mẹ không có thương mình, thì cái cảm giác của chú như nào? Tại vì mình biết á, thực sự là con không hiểu mình, chứ làm cha làm mẹ làm sao mà không thương con. Từ lúc mà đẻ con ra, đâu phải là nó lớn liền đâu, mình phải chăm sóc nó từ nhỏ. Rồi những ngày mà coi như bồng bế này nọ, rồi ha, nuôi con từng chút, thì những cái đó coi như là, thì hôm qua một cái sự việc gì đó mà mình không theo ý mình, rồi nói cha mẹ mình không thương, thì không có đúng. Nhưng mà tùy trường hợp mình thương. Làm cha làm mẹ mà thương con mình thật sự, mình có thể hy sinh cái mạng sống của mình cho con mình được mà. Thì những cái chuyện mà khác á, thì chuyện đó là chuyện lẻ tẻ thôi, nhỏ thôi. Đối với An á, thì cũng mơ hồ là kể những cái chuyện nhiều khi An hiểu lầm. Giống như chuyện mà thầy bùa ở Phan Thiết, thật sự là không có cho nó uống, nhưng biết là nó sẽ không uống, coi như là ông thầy sẽ xăm lên người nó. Lúc đó mình cũng hy vọng là nó sẽ trở thành con trai bình thường rồi lấy vợ như người ta. Nhưng mà thực ra lúc đó là hai vợ chồng không biết là lúc đó nó đang thương một cái anh chàng mà nói có vợ rồi đó. An nó rất là coi như là đam mê cái người đó.
Thành ra là bất cứ bùa chú gì hay là cái phương pháp gì để mình làm cho An thành cái người con trai thì An sẽ không chịu. Cái nó nói là nếu ba mẹ mà xăm là con bỏ về liền. Hai vợ chồng cũng sợ, thành ra thôi. Ở Phan Thiết về vừa tới nhà đó thì vợ của cái chú mà tới nhà làm giữ hai vợ chồng để con của chú đi lại giật chồng người ta. Lúc đó hai chồng coi như là đứng lặng người luôn, không biết nói gì hết. Coi như là sau đó thì giải quyết cái cô đó về rồi coi như là vợ chồng hai người đó cũng đổ vỡ hay sao thì mới coi như quen An. Thì trong vòng 2 năm đó cũng có nhiều vấn đề lắm. Thì lúc mà chia tay á, An rất là đau khổ, muốn níu kéo lắm, tự giận mấy lần. Hiếu mà đòi bỏ thì An đang uống nước đập ly, lấy tay lấy miệng cắt tay, hoặc là đang nói chuyện gần mé sông hay nói cái là nhảy xuống sông luôn. Lúc đó là phải nói hai vợ chồng khổ lắm. Cái gì là ha, hết chuyện này tới chuyện kia, rồi có lúc An uống thuốc tự giận. Kêu mình là kêu cái người đó tới, nhưng mà rút cuộc rồi Hiếu tới là chỉ an ủi này nọ thôi, chứ cũng không có hàn gắn. Chỉ là tội nghiệp thôi, chứ người ta cũng không còn tình yêu. Dạ, đúng rồi. Chú ơi, cháu muốn hỏi là khi mà An xin tiền của chú để mà chuyển giới đó, thì cái việc không cho của chú nó có phải là một cái sự phản kháng lại không? Hay là chú thật sự không có tiền? Thật sự là không có tiền. Mà cái thứ hai nữa là chú muốn phải nói là dùng từ câu giờ chậm cái vấn đề chuyển giới, thì mình hy vọng một ngày nào đó An sẽ quay lại làm người con trai và coi như là có gia đình bình thường như những người khác. Nhưng mà bắt đầu tới một cái vấn đề đưa đến là hai vợ chồng không thể nào mà coi như là quyết định được nữa. Lúc An đi thi thì đâu có nói gia đình đâu. An có nói tên cái thẩm mỹ viện đó. Hai vợ chồng mới lên mạng coi thử cái thẩm mỹ viện này là ở đâu. Cái ở thẩm mỹ viện nó mới trực tiếp, phát trực tiếp đi. Đang tới lúc bắt đầu chọn giải. Nói là An là đặt quán quân. Hai vợ chồng lúc đó mới... Em nhớ mà khóc. Nói mình nhớ con. Tức là bây giờ con làm thì có người tài trợ rồi, còn mình thì chắc con đang mất con mình, là coi như là không theo ý nguyện mình, là con mình là con trai nữa mà nó sẽ làm con gái. Thì hai chồng nói thôi bây giờ coi như là ý chí nó mạnh quá, nó muốn làm cái làm con gái mà mình cản hoài cản không được thì thôi bây giờ làm theo ý con đi, muốn vậy thì để cho nó làm. Bây giờ nếu mà nó thấy làm như vậy là nó hạnh phúc, nó sung sướng thì mình coi như là mình làm theo ý con mình đi. Chứ bây giờ coi như là mình cản đường nó hoài thì cũng không được. Với lại mình thấy mình cũng còn hạnh phúc hơn những người khác á. Có nhiều nhà họ có một người con trai thôi mà cũng họ cũng là cũng như An đây, thì họ sẽ khổ hơn mình nhiều lắm. An thì có còn một người em nữa, thì mình cũng còn hy vọng ở đứa em. Khi mà quyết định như vậy thì có nói với bà nội, cũng thuyết phục bà nội, cuối cùng bà nội cũng đồng ý. Đọc trên Facebook thấy những trường hợp nói là đối với những trường hợp như An thường gia đình là thờ ơ quay mặt đi. Rồi cái đứa trẻ đó sống như là một cái bóng ở trong gia đình đó, rồi buồn quá rồi đi tự giận chết. Thì có cuộc mình mất con thôi chứ có gì.
An ơi, cái cảm xúc của em sau khi nghe bố giải bày hết tất cả mọi thứ. Thật ra thì em thấy có lỗi từ lâu lắm. Khi mà em nghĩ bố mẹ không thương mình, đó là những năm 21, 22 tuổi thôi. Cái khoảng thời gian sau này em lớn lên thì em đã nhận ra những cái điều đó này. Có một cái vấn đề là em với ba mẹ không bao giờ nói chuyện với nhau, không bao giờ có thể nào mà giải bày tâm sự với nhau, mà phải thông qua một người khác. Thì hôm nay thông qua chương trình thì em mới nghe được ba em nói những lời như vậy. Thật sự em rất là cảm động. Em biết là ba mẹ phải chịu điều tiếng với em rất là nhiều, nhưng mà em đã từng đọc được một cái câu: sống trên đời này chỉ được sống một lần thôi. Vì vậy hãy sống theo cách mà bạn muốn. Nên cho dù em có phải có lỗi với ba mẹ, em có phải làm người khác buồn, thì em vẫn chọn cách sống của mình. Nhưng mà bây giờ em phải sống như thế nào để cho ba mẹ em cảm thấy là cái sự hy sinh ba mẹ em là xứng đáng? À, chú ơi, cháu xin phép hỏi chú là có điều gì mà chú muốn nói với An từ lâu mà chú chưa bao giờ nói không? Chú với An ít khi nào mà chú coi như là thể hiện tình cảm cha con với lại An dữ lắm. An thì sống nội tâm nhiều quá. Chú biết là những người mà ít nói như An thì thường trong đầu lúc nào nó cũng suy nghĩ nhiều lắm. Bởi vì mình làm cha làm mẹ đó, khi mình có hai người con, mình phải đối xử làm sao cho nó đồng đều. Đứa này sẽ phân bị đứa kia là thương đứa này nhiều hơn. Con thì người nào cũng thương, nhưng mà mỗi người sẽ thương mỗi kiểu. An thì bây giờ thích làm con gái. Nếu mà chú có điều kiện thì chú vẫn cho An thực hiện ước mơ của mình. Thậm chí là nếu An mà có người yêu tiến tới hôn nhân thì chú cũng sẵn sàng làm đám cưới như là những người bình thường, chứ không có phân biệt. Ban nãy khi mà cháu với chị Khánh Chi có thấy chú ở trong hội trường, hai chị em cô nói với nhau là trời ơi, sao chú này trông hiền quá mà, quá hiền từ đi. Xong rồi khi mà nghe chú chia sẻ, thật ra trong lòng cháu thật sự biết ơn những người phụ huynh như chú, những người đã chọn cái cách hy sinh bản thân mình để cho con của mình được hạnh phúc. Cái đó không phải là nó đến ngay, phải trải qua một cái thời gian. Ý chí của em nó mạnh quá mà không thể nào quay lại được. Thì thôi, bây giờ mình làm cha làm mẹ thì mình hy sinh chút xíu nữa chứ có sao đâu. Chú này thì cũng 60 rồi, sống chắc cũng không được bao lâu nữa. Làm được cái gì cho con mình thì chú sẽ làm. Thật ra em muốn nói với ba em một cái câu như thế này, mà tới tận bây giờ em vẫn chưa dám nói. Thế thì em nói. Cứ nói đi. Ba ơi, con xin lỗi. Biết là con như vậy. Gia đình mình chịu điều tiếng vì con rất là nhiều. Thì ba đó, cái ngộ ra là cũng do cái cậu con nói với mẹ con là con á, sinh ra trên đời này con đâu có được lựa chọn. Coi như là con cũng khổ lắm chứ đâu phải con sung sướng gì mà con sống với cái thân xác như thế này. Thì con muốn tìm lại cái con người thật sự của con. Thì bây giờ coi như là con đã tìm gần được rồi đó. Ha. Thì có gì thì ba mẹ sẽ giúp cho, chứ ba mẹ không có sẽ không cản được con nữa. Đó. Thì con cứ suy nghĩ là ba mẹ lúc nào cũng yêu con, ba mẹ cũng sẽ
tạo mọi từng tựa điều kiện thuận lợi cho con để con bước vào đời cho nên là coi như là nó sẽ được hạnh phúc vui vẻ. Cảm ơn ba. Rồi, mong ước tương lai của An là gì em? Thật ra cái mong ước này nó cũng bắt đầu từ khi mà em làm con gái nè. Thì em cũng muốn giống như chị Chi, em cũng muốn có chồng và có con, có gia đình nhỏ của mình. Em chỉ muốn cuộc sống bình yên như vậy là đủ. Con xin chúc chú nhiều sức khỏe và chúc cho An sẽ có nhiều tình yêu và may mắn trong cuộc sống để cho chú cảm thấy vui vẻ hơn và yên tâm về An hơn. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chú là một người cha rất là yêu thương con, thông cảm và chấp nhận cho An. Chú cũng đại diện An với lại gia đình. Cũng cảm ơn chương trình Cà Mau đã tạo được giúp điều kiện cho chú và An được thổ lộ cái tình coi như là cái tình cảm của chú trước mọi người, giúp cho hai cha con của chú nó hiểu nhau hơn. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chú. Và thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và hãy theo dõi chương trình Come Out Bước Ra Ánh Sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnet Buzz. Tất cả mọi thắc mắc sẽ được giải đáp rất nhanh chóng và trực tiếp trên fanpage Come Out Bước Ra Ánh Sáng. Vì thế hãy inbox cho chương trình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.